Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer. 360 tung tiếp sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu. Nhập mã 360BTRP, giảm ngay cho anh em thêm 20k. Chỉ còn 179k cho một chiếc áo polo chất cực xịn cực mịn, polo 5 màu, đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360. Chất liệu vải PK cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực. Đương nhiên áo không nhăn kể cả khi anh em vứt vào máy giặt quay 1000 vòng. Của áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung. Nhận hàng không đẹp, anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ. Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này. Đây là một thế giới nơi mà ai cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ tích cực. Họ phải làm vậy để tăng điểm hệ thống tín dụng xã hội của mình, hay còn gọi là social credit, bởi vì nó sẽ quyết định trực tiếp đến thứ hạng của bạn trong xã hội. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 3 của loạt phim Gương Đen, được mang đến cho bạn bởi Content Thịnh Tu và tôi Quản Quại. Thử tưởng tượng nhé, trong một tương lai viễn tưởng nơi con người có thể chấm điểm cho nhau dựa theo mức độ hài lòng của bạn khi nhìn thấy họ hoặc các bài đăng của họ trên mạng xã hội, thì Lacey cũng đã chọn cách giống như đa số những người khác, trở nên vui vẻ và tích cực mọi lúc mọi nơi, ít nhất là khi bị người khác nhìn thấy. Bởi thế nên cô đang có 4.2 trên 5 điểm. Công nghệ thời này cho phép con người ta có thể nhìn thấy điểm số của người khác bằng mắt thường. Như anh bạn Tuấn đứng quầy này chỉ có hơn 3.7 điểm, trong khi anh Thắng vừa up video con mình nô đùa có tới 4.2 điểm. Điểm số đó có sự khác biệt là do cách mọi người tương tác với nhau. Nếu người đối diện cảm thấy hài lòng, họ sẽ cho 5 sao, tương ứng với 5 điểm. Sống trong một xã hội như vậy có vẻ sẽ rất là heo thì khi tiêu cực trở thành một con virus bị xa lánh. Vậy Lacey có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không? Sáng nay cô tới công ty như mọi ngày. Khi bước vào thang máy, Lacey chạm mặt Beth, một đồng nghiệp lớn tuổi có tới 4.6 điểm lực chiến. Cô nhanh trí đá qua Facebook của đàn chị để kiếm thứ bắt chuyện. Ở phía ngược lại, Beth cũng hỏi Lacey về công việc một cách rất là xã giao. Cả hai đều mong rằng qua thủ tục này sẽ nhận được đánh giá 5 sao từ người còn lại. Tất nhiên song song với những nhà chữa lành có trên 4 điểm, chúng ta có sự tồn tại của Chester, một anh bạn da màu chỉ có hơn 3 điểm lực chiến. Chester ghé bàn của mọi người để đưa cho họ một ly sinh tố mà theo lời anh là cực kỳ organic. Chester làm điều này bởi mong muốn được Lacey đánh cho mình 5 sao, nói thẳng ra là nịnh nọt. Còn lý do Chester có số điểm thấp như vậy là vì anh vừa mới chia tay với bạn trai, nên bị các đồng nghiệp gán cho cái mác phản diện. Việc mà Lacey nói chuyện với Chester đã khiến cô bị vạ lây và ăn ngay 3 cái đánh giá 2 sao. Gần mực thì đen, gần đen thì mất điểm. Ngày hôm sau, Lacey có đi xem nhà trước khi chuyển khỏi căn hộ đang thuê. Căn biệt thự này thì sáng sủa, rộng rãi, có đủ mọi tiện nghi. Thậm chí hàng xóm trong khu còn cao to và dai sức. Đổi lại sự hoàn hảo đó là một mức giá xa xỉ. Và có vẻ nó vượt quá mức thu nhập của Lacey. Nhưng người tư vấn đã giới thiệu với cô một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho các influencer. Họ sẽ được giảm trực tiếp 20% giá thuê. Đó là cái giá dành cho những người có trên 4.5 điểm. Tối hôm đó, Lacey vừa ngồi ăn mì vừa lướt qua tường của đứa bạn thuở nhỏ tên là Naomi. Cô ấy và chồng sắp cưới có tới hơn 4.8 điểm và được xếp vào loại tài khoản VIP. Cuộc sống của cặp đôi thì cứ phải gọi là hình mẫu lý tưởng. Sáng thì đi đánh gôn, tối đánh vợ không? Ý tôi là tối đánh bóng tên tuổi trên mạng. Đang chìm vào giấc mơ của người khác thì cô bị thằng em giật mất chiếc máy tính bảng, khiến cô phải tỉnh mộng và nhận ra mình còn lâu mới với tới vị trí của họ. Ngày hôm sau, Lacey tới chỗ của người phân tích. Theo bảng số liệu sự tăng trưởng nổi tiếng của cô thì tới đà như hiện tại, Lacey cần tối thiểu 18 tháng nữa để đạt được 4.5 lực chiến. Vậy làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ này? Theo lời của chuyên gia, bởi vì vòng tương tác của cô chỉ xoay quanh bạn bè, người thân hay hàng quán quanh khu vực mình sống, hay chính xác hơn đó đều là những người có lực chiến tầm trung và thấp, việc được đánh giá 5 sao từ họ không giúp điểm số của cô cải thiện là bao. Vậy nên để đạt được sự tăng trưởng thần tốc, Lacey cần được vote bởi những người chất lượng mang theo tâm thái đó. Cô tiếp tục tỏ ra thảo mai và tránh xa mấy mối nguy tai hại, chẳng hạn như anh bạn da màu hôm trước vì bị đồng nghiệp đao vote mà rơi xuống dưới 2.4 điểm và không được vào công ty. Sau đó Lacey bước vào thang máy và gặp người đàn chị hôm trước. Cô vẫn tươi cười tỏ ra thân thiết với người tiền bối, nhưng lần này cô lại bị cho ăn quả 3 sao. Theo lời của chuyên gia thì những người có trên 4 điểm họ rất dị ứng với kiểu giả tạo, nên cách làm hài lòng họ là cứ trở thành chính mình thôi, đừng cố nịnh nọt. Đang ngập tràn trong cơn suy tư, Lacey chợt nhớ ra con búp bê của mình. Cô chụp nó rồi up lên mạng xã hội với tiêu đề là Ngài Rex già tốt bụng. Quả nhiên trong ít phút, người bạn nổi tiếng Naomi đã vote ngay 5 sao cho cô. Bởi sở dĩ con búp bê này là kỷ niệm của cả hai hồi nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, sau bao nhiêu năm không liên lạc, Naomi đã gọi điện tới cho Lacey, khiến cô phải vội vàng vắt lên người mảnh vải để trông high fashion hơn rồi mới dám bắt máy. Quả nhiên cuộc gọi này bắt nguồn từ Ngài Rex mà Lacey đã đăng lúc chiều. Cụ thể, Naomi đã khoe cho người bạn cũ chiếc nhẫn mà cô được bạn trai tặng cho. Và trong buổi lễ thành hôn, Naomi muốn Lacey tới tham dự với vai trò là phù dâu vì cả hai là bạn lâu năm. Cùng với đó, khách mời tới tham dự sẽ bao gồm cả 100 người, đều là những người có điểm cao. Nghe đến đoạn này thì mắt Lacey bắt đầu sáng lên. Đây chính là cơ hội farm điểm ngàn năm có một của cô.
Nhưng có một vấn đề là ngày xưa Naomi đã đối xử rất tệ với Lacey, thậm chí là chén luôn người yêu cũ của Lacey. Cơ mà cô tạm thời bỏ qua hết, muốn làm nghiệp lớn thì không thể lòng dạ tiểu nhân. Sáng hôm sau, trong tâm trạng phấn chấn, Lacey chuyển cọc luôn căn nhà tới xem hôm trước. Sau đó dồn tâm sức chuẩn bị cho bài phát biểu thật là đời dành cho cô bạn của mình. Đáng buồn thay, dưới cái lỗ tai của thằng em thì từng câu từng chữ cô thốt ra lại kịch chả khác gì phim Việt chiếu ngoài rạp. Cậu em tỏ ra không hài lòng với những thứ chị mình đang theo đuổi, một lối sống thảo mai, cộng đồng đầy rẫy những con người vui vẻ giả tạo. Khi bị động trúng cái đuôi của mình thì Lacey cũng xúc phạm lại đứa em, là nó chính là lý do cô không bao giờ dẫn giai về nhà, để khỏi cho họ thấy cái của nợ hơn 3 điểm lúc nào có mặc quần đùi giữa phòng khách. Khẩu chiến xong thì hai chị em yêu thương nhau bằng cách vote cho người kia một sao. Đang trong trạng thái bực bội, lại còn bị tài xế bên ngoài thúc giục, Lacey vội vàng kéo vali đi và không may va phải một cô hàng xóm, khiến cốc cà phê của chị này đổ lên áo. Không may cho cô là chị hàng xóm này có hơn 4,8 lực chiến, nên điểm số của Lacey bị giảm xuống một mức đáng kể. Trên đường đi ra sân bay, cô nhận được cuộc điện hỏi thăm của Naomi và thể hiện cái biểu cảm thái quá như đang lên hình ở mấy show truyền hình thực tế. Kết quả là ăn tiếp một đánh giá một sao từ bác tài xế. Để rồi khi đứng trước quầy soát vé ở sân bay, số điểm còn lại của Lacey đã khiến cuộc đời cô bước sang một trang khác. Đầu tiên là sự cố bất chợt đã khiến chuyến bay của cô bị hủy đột ngột, vậy nên nhân viên sân bay sắp xếp cho Lacey một chuyến bay khác muộn hơn một chút trong đêm nay. Chỉ tiếc là số điểm của cô 4.183 lại thấp hơn số lực chiến tiêu chuẩn của chuyến bay một chút là 4.2. Lacey nhớ lại việc mình vừa bị ăn 3 cú downvote do năn nỉ người nhân viên chiếu cố mà không thành. Thế là cô bắt đầu cọc và nói ra mấy cái từ lóng mà bạn sẽ nghe được từ đối thủ khi pick Vane đi top. Thế là nhân viên gọi cho bảo vệ ra xử lý thượng đế nóng nảy này. Anh bảo vệ đã khiến Lacey bình tĩnh bằng cách giảm thẳng một điểm của cô, để lực chiến của Lacey chỉ còn hơn 3 điểm. Tất nhiên sự trừng phạt này chỉ là tạm thời, 24 tiếng sau điểm của cô sẽ hồi phục trở lại. Nhưng mà trong thời gian đó, Lacey sẽ ăn thêm một quả debuff x2 số điểm trừ khi dính phản hồi tiêu cực. Bây giờ cách duy nhất để Lacey kiếm lại được điểm là ra ngay Sephones để kiếm cho mình một con Tecno Camon 30, một sản phẩm tầm trung vừa mới ra mắt, dành cho anh em muốn có máy cấu hình khỏe, pin trâu, thiết kế độc, màn hình to 6.78 inch AMOLED tha hồ xem Netflix, YouTube chơi game, pin 5000mAh thoải mái sử dụng với công nghệ sạc nhanh 70A+, chip Helio G99 Ultimate trên tiến trình 6nm giúp xử lý mượt mà các tựa game mobile phổ biến, cùng với đó là loa kép và cụm camera 100MP. Và đặc biệt, các bạn có thể có được tất cả những thứ này với mức giá chỉ hơn 5 triệu, hỗ trợ trả góp lãi suất 3-0 với không cần trả trước, không lãi suất và không phụ phí tại toàn bộ 120 cửa hàng của Sephones hoặc trong link ở dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với phim thì vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, Lacey đành đi thuê xe ô tô tự lái. Với số điểm ít ỏi của mình, giờ cô còn chẳng đi được lên làn cao tốc. Thay vào đó, Lacey phải đi đường bé hơn, trên một con xe đời cũ. Tưởng rằng mình chỉ cần hy sinh một giấc ngủ để phóng xe xuyên đêm là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Ai ngờ được chiếc xe cà tàng báo hết điện, khiến Lacey phải rẽ vào một bãi sạc. Xui xẻo thay, xe của cô sử dụng cổng sạc từ thời Tống, nên không làm cách nào để có thể bơm lại điện cho chiếc xe được. Không dễ dàng bỏ cuộc, Lacey kéo vali ra đường quốc lộ và vẫy khách, mong có một người tài xế tốt bụng nào đó cho cô tá túc. Và đây là lúc Lacey bị người đời đánh giá qua số điểm cô đang mang trên mình. Chỉ với hơn 2,8 điểm lực chiến, cô lần lượt bị các chiếc xe phóng qua mình. Họ không những phớt lờ cô mà còn tiện tay cho cô thêm đánh giá một sao vì cái tội đã điểm thấp lại còn thích đứng bắt khách. Và rồi trong hàng trăm những con người vô tâm đó, đã có ngoại lệ chịu dừng lại giúp nhân vật chính, đó là Optimus Prime, hay chính xác hơn là một bà cô tên Susan với chỉ vỏn vẹn 1,4 lực chiến. Ban đầu khi nhìn thấy số điểm quá mức khiêm tốn của bà thì cô còn e ngại, nhưng mà giữa đêm giữa hôm thế này thì cũng đành đánh liều mà leo lên xe. Trái ngược với những suy nghĩ của Lacey thì cô tài xế lại khá là bình thường. Bà hỏi thăm Lacey về nơi đang đến vì lý do khiến cô phải lang thang đứng đường. Tới khi Lacey trải lòng về việc chửi bậy ở sân bay khiến điểm bị giáng xuống, thì trái với cách mà những người khác sẽ phản ứng, chẳng hạn như chia buồn, hỏi thăm lý do hay thậm chí là phán xét cô, bà cô chỉ muốn hỏi Lacey cảm thấy thế nào sau khi thốt ra những lời đó. Và có vẻ như cô chưa sẵn sàng cho câu hỏi đó nên là trả lời tạm cho qua. Vì thứ Lacey thực sự quan tâm là một chút bốc đồng đó đã khiến cho cô ra nông nỗi này. Hay nói cách khác, Lacey đang lảng tránh cảm xúc của bản thân vì bận nghĩ tới các quy luật của xã hội. Khi nghe được niềm đam mê đua top của cô gái trẻ, bác gái mới chia sẻ chuyện của mình. Ngày xưa bác được tận 4.6 điểm và đã từng sống vì những con số cho đến 8 năm trước. Khi đó chồng bà là Tom bị ung thư. Bà đã làm mọi cách để giúp ông có một suất của chương trình chữa trị đặc biệt, từ tiền chạy viện phí tới vốt 5 sao đầy đủ cho các bác sĩ, y tá có liên quan. Nhưng rồi cuối cùng, bệnh viện đã lấy giường của ông bà để cho một người có điểm cao hơn ông. Và tất nhiên ông nhà đã ra đi sau đó không lâu. Từ đó bác gái kệ
mẹ cái lực chiến, thích làm gì làm, thích nói gì nói. Tất nhiên những người xung quanh không thích như vậy, nên điểm số của bà cứ thế tụt dốc không phanh. Đến lúc đó bà mới nhận ra kể cả những người thân thiết như bạn bè, khi phải nghe bà nói thẳng nói thật, họ vẫn không chấp nhận được. Nhưng mà cái cảm giác được nói ra những gì mình muốn nó sảng khoái lắm, nhất là chửi thề. Bà khuyên Lacey cũng nên thử nó thường xuyên cho bản thân chữa lành. Dù những lời bà cô nói bên tai nghe cũng có lý, cơ mà Lacey cho rằng bà đã từng có tất cả rồi mất đi chúng, còn cô thì chưa bao giờ có thứ mình mong muốn nên đang phải đấu tranh vì nó. Nhưng thứ đó cụ thể là gì thì Lacey không trả lời được. Có thể là cảm giác đầy đủ để bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xung quanh mà không cần suy nghĩ tới những con số và thứ hạng nữa. Cuộc trò chuyện diễn ra một lúc nữa rồi Lacey lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tới sáng hôm sau, bà cô thả Lacey ở một ngã ba vì không còn chung đường. Để có thể kịp tới đám cưới của người bạn, Lacey đã xin đi ké xe của một hội Weibo. Trên đây toàn là các chị em mắt xanh mỏ đỏ ăn diện như Free Fire. Tưởng rằng sóng gió đã qua hết thì bất ngờ cô bạn Naomi gọi tới và quay xe đuổi thẳng bảo Lacey đừng có đến khi biết điểm của cô đang ở mức đáy xã hội. Cô ta sợ nó sẽ ảnh hưởng tới đám cưới và sự uy tín của bản thân. Đáng buồn thay, ngay từ đầu lý do mà Lacey muốn dự đám cưới người bạn cũng chính là vì những con số này. Khi thuyết phục không thành và bị người bạn đuổi thẳng cổ, Lacey đã tỏ ra rất tức giận. Cô bắt đầu trút giận lên những người đang cho mình đi nhờ xe là chúng mày trông như một lũ hề. Và thế là Lacey bị đuổi khỏi xe kèm theo hàng chục lượt đánh giá một sao. Dù vậy nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định tới dự cái đám cưới mà mình không được mời. Lacey lao ra giữa đường làm loạn giao thông trật tự, nhưng chẳng một ai đứng lại giúp cô. Khá chắc là vì số điểm đáng báo động của Lacey. Ấy thế mà sau một lúc loay hoay, Lacey đã mượn được con chiến mã của mấy thanh niên hip hop dưới gầm cầu để có thể phóng thẳng tới nơi người bạn cũ đang vui vẻ trong đám cưới của mình. Vì số điểm không đủ để vào cổng nên Lacey đã đi đường vòng xuyên qua một khu rừng, kết quả là ngã vào vũng lầy khiến cả người bẩn nhem nhuốc. Nhưng sau tất cả, Lacey đã có mặt ở lễ thành hôn để phát biểu bài diễn văn mà mình đã dày công chuẩn bị. Lacey giật mic, cô kể mình là người bạn lâu đời nhất của cô dâu. Cả hai cũng như các cặp bạn gái khác từng nói về tóc tai, quần áo mỹ phẩm và cả các cậu trai xung quanh nữa. Nhưng nhan sắc giữa Lacey và Naomi lại khiến đôi bạn nhận được sự đối xử khác biệt. Nói đến đây thì nhân vật chính bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, vừa khóc vừa cười, nước mắt pha lẫn mascara, khiến các quan khách tham gia ai nấy đều khó chịu và đồng loạt cho cô một sao. Phải nói là những đánh giá của các top server sẽ gây ảnh hưởng hơn những người khác, đồng nghĩa với việc nếu họ cho bạn điểm thấp thì sẽ khiến lực chiến của bạn tụt đi thê thảm hơn. Trong bản giao hưởng tiếng một sao, cây âm thanh mà giờ đây Lacey đã không còn bận tâm nữa. Cô đi vào câu chuyện thật sự mà mình muốn nói với cô dâu. Tình bạn của hai người ngỡ là sẽ bền lâu cho đến khi Naomi có được công việc mới, tất nhiên đi cùng với những người bạn mới giàu có và nổi tiếng hơn. Nhưng chúng chỉ là những kẻ sống giả tạo, biết nghe lời. Nói đến đây thì chú rể không thể để yên nữa nên đã phi thẳng lên tính giật mic để hoàn thành bài diễn văn của mình. Lacey đã vớ lấy một con dao cắt bánh rồi đe dọa chú rể nếu không cô sẽ cắt đầu con búp bê ngài Rack. Sau đó cô tố cáo cô dâu ngày trước đã ngủ với người yêu mình. Nhưng dù vậy, Lacey vẫn không ghét bỏ Naomi, vì trong lúc cô yếu đuối nhất, Naomi đã tới bên Lacey và cho cô một bờ vai để khóc, cũng như giúp Lacey may con búp bê ngài Rack, vật mà cô chưa bao giờ quên mang theo bên mình. Đó cũng là những lời cuối cùng trước khi Lacey bị bảo vệ mang ra ngoài. Lacey bị đẩy vào sở cảnh sát làm hồ sơ phạm tội. Sau đó họ vô hiệu hóa chức năng xem điểm người khác của cô bằng mắt thường. Cuối cùng Lacey bị đẩy vào phòng giam nhỏ. Ở đây mọi thứ đều được phủ một màu xám xịt, trái ngược với màu hồng ở ngoài kia. Trong căn phòng mới của mình, Lacey nhìn những hạt bụi li ti rơi từ trên trần nhà xuống. Cô bắt đầu nở một nụ cười trong khi mắt còn ngấn lệ. Đó là nụ cười thật chân nhất từ trước tới giờ, vui vẻ không được bao lâu. Lacey nhìn thấy anh bạn ở phòng đối diện đang nhìn mình. Theo thói quen, cô giơ tay ra để kiểm tra hồ sơ người đối diện, nhưng cả điện thoại và phần mềm gắn trên mắt đều đã không còn. Cơ mà anh ta vẫn nhìn và có những suy nghĩ riêng cho mình. Hắn nói mình không thích áo lót của cô. Lacey đáp lại là mình không ưa bộ ria của hắn. Hai người cứ thế liệt kê những điểm mình không ưa của người đối diện dù mới chỉ gặp nhau. Có thể vì họ biết ở đây, khi trong căn nhà giam này, những lời nói luyên thuyên chẳng thể gây ảnh hưởng tới mình. Chớ trêu thay, chính vào cái lúc cơ thể vật lý bị giam hãm kìm kẹp thì tâm hồn họ mới được tự do nói ra bất cứ thứ gì mình đang suy nghĩ. Với tình trạng văn hóa mạng như hiện tại, liệu bạn có nghĩ một xã hội như trong tập phim này là cần thiết? Có phải bộ phim chỉ đang nói quá về những hậu quả? Suy nghĩ của các bạn như thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập phim thứ hai mang tên Trò chơi thử nghiệm, mang theo phong cách kinh dị. Đây là Cooper, một anh chàng người Mỹ có sở thích du lịch khắp nơi trên thế giới. Sáng nay anh vừa lặng lẽ rời khỏi căn nhà của mình để tiếp tục chuyến hành trình đó đây. Trên đường ra sân bay, anh nhận được cuộc gọi của mẹ nhưng quyết định không bắt máy. Không biết là có chuyện gì giữa hai mẹ con, nhưng trông anh có vẻ là một anh chàng tốt bụng. Số lượng quốc gia mà Cooper đặt chân tới nhiều hơn số quận mà tôi có thể đọc tên ở Hà Nội. Lần này anh quyết định dừng chân ở Anh Quốc. Vì ẩm thực ở đây khá là chán nên anh quyết định sẽ tìm một cô gái cho bữa tối của mình. Sau một hồi vuốt vuốt trên Tinder, cuối cùng Cooper cũng có một cuộc hẹn với một em gái bản địa. Đó
đó là Sonya. Đôi bạn trẻ trò chuyện với nhau tại một quán bar. Sau khi kể về những cuộc phiêu lưu cùng những vết sẹo trên mình, Cooper nhanh chóng có được cái cắn môi của cô gái và cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ở trên giường của Sonya. Sáng hôm sau, mẹ Cooper lại gọi đến và cậu con trai vẫn không bắt máy của mẹ. Thay vào đó, anh tận hưởng không khí sáng sớm với người bạn gái mới, cho đến khi cô làm cho anh bữa sáng đầy dinh dưỡng kiểu Anh, gồm có một lát bánh mì kèm bơ đậu. Suýt chút nữa thì Cooper đã đưa nó vào miệng nếu không có cuộc gọi thứ ba từ mẹ, và Cooper vẫn tắt máy. Tới lúc này anh bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Bố anh mất vào 1 năm trước vì căn bệnh Alzheimer. Ai đã từng phải chăm sóc người nhà mắc bệnh này thì sẽ hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Một sáng thức dậy, ông bố già không nhận ra người con trai của mình, và nó cứ như thể một sự phủ nhận cho sự tồn tại của một con người. Sau sự ra đi của cha mình, Cooper không còn tìm được sự liên hệ với bà, và đó là lý do cho chuyến đi này và những lần tắt máy của anh. Cooper mong rằng lần về nhà sắp tới anh sẽ có đủ dũng cảm để đối diện với bà và giải quyết mọi chuyện. Sau một hồi suy nghĩ, Cooper cuối cùng cũng quyết định sẽ mua vé về nhà rồi chào tạm biệt với cuộc tình một đêm. Cho đến khi cây rút tiền báo số dư trong tài khoản của Cooper đã hết sạch, anh gọi điện cho phía ngân hàng và nhận ra thẻ của mình đã bị scam. Ai đó đã dùng chúng để mua áo của trùm cuối. Sau bán áo chính thức của chúng tôi, link ở trong phần mô tả và bình luận. Ở nơi đất khách quê người, Cooper chẳng biết nhờ sự giúp đỡ của ai. Anh nhấc máy lên gọi cho mẹ nhưng cuối cùng lại chần chừ rồi tắt đi. Không còn cách nào khác, Cooper liên lạc lại với Sonya, xin phép được ngủ lại một đêm để ngày mai tính cách. Khi loanh quanh trên mạng, anh tìm được một công việc tình nguyện trả lương khá cao. Nó đến từ một công ty tên là Saito Gemu. Đây là một công ty trò chơi điện tử có tiếng ở Anh, chuyên phục vụ những trò chơi kinh dị. Chủ công ty là Sou Saito, một thiên tài trong lĩnh vực không khói. Anh ta đang chi ra hàng triệu đô la cho dự án game mới của mình, nhưng tuyệt nhiên không ai có thông tin gì về nó. Về máu thám hiểm, Cooper bắt xe đến đây để xung phong làm tình nguyện viên luôn. Công ty có trụ sở là một tòa nhà lớn cách xa trung tâm thị trấn. Khi đến nơi, anh được người quản lý tên KD tiếp đón nồng hậu. Cô dẫn anh tham quan công ty một lượt trước khi vào việc chính. Trong căn phòng mà Cooper được bàn giao công việc, KD yêu cầu anh tắt hết các thiết bị có thể quay chụp như điện thoại di động và ký vào một bản hợp đồng yêu cầu bảo mật toàn bộ thông tin của dự án. Ngoài ra, dự án sẽ bao gồm một thủ thuật y tế nhỏ mà KD hứa là nó sẽ không đau hơn bấm lỗ tai là bao nhiêu. Tuy nhiên, khi Cooper chuẩn bị ký vào giấy xác nhận thì nó lại bị thiếu trang cuối cùng, nên KD phải ra ngoài in bổ sung. Trong lúc đó, Cooper mở lại nguồn điện thoại và chụp một bức ảnh về bộ dụng cụ chơi game, sau đó gửi nó cho cô bạn gái Sonya và để lại mọi thứ như cũ trước khi cô quản lý trở về. KD giải thích cho tình nguyện viên về bộ thực tế ảo sắp được đeo vào đầu anh. Nó cơ bản giống như kính VR nhưng không cần phải đeo kè kè ở mắt để bắt đầu. KD đeo vào đầu anh một chiếc đai, sau đó dùng máy gắn vào sau cổ Cooper một thiết bị gì đó kết nối với thần kinh của anh. Khi phần cứng đã xong xuôi, cô tải phần mềm từ máy tính vào con chip. Trong quá trình đó, bỗng nhiên chuông điện thoại của Cooper vang lên, cơ mà lần này cô quản lý chủ động tắt luôn. Sau đó Cooper bắt đầu được test phản ứng thực tế ảo. Khi KD nhấn enter, 5 ô tròn trước mặt anh bỗng thay đổi như những chiếc màn hình. Chúng biến thành 5 chiếc lỗ, rồi từ cái lỗ chính giữa có một con chuột hamster ngoi lên. Rồi sau những thao tác của KD, nó dần dần cải thiện đồ họa, trở thành một chú chuột hoạt hình 3D cực kỳ chi tiết. Tất nhiên chỉ Cooper là người thấy được nó. Để khiến trò chơi thêm chút sinh động, KD yêu cầu anh chơi trò đập chuột, và có vẻ khách hàng của chúng ta hứng thú hơn những gì bên công ty kỳ vọng. Vì vậy nên KD gạ anh trở thành người thử nghiệm của một dự án khác. Cái này có đang xây dựng nên ai tham gia sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Là người ham vui nên Cooper gật đầu đồng ý luôn. Thế là anh được dẫn tới chỗ của vị giám đốc gốc Nhật, Sou Saito. Theo lời vị giám đốc trẻ, chơi game cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nó khiến tim đập nhanh hơn mà người chơi lại còn vui vẻ. Nhưng anh ta không chỉ muốn dừng lại ở đó. Saito muốn khách hàng của mình phải nhảy cẫng lên vì hoảng sợ trong những tựa game kinh dị. Sau đó sẽ cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi lượng adrenaline tăng vọt. Cái cảm giác này nó sẽ còn được phóng đại hơn nữa nếu con người ta vượt qua một thử thách sinh tử. Điều đó truyền cảm hứng cho Saito tạo ra trò chơi kinh dị sinh tồn. Nó sẽ có tính cá nhân hóa cao nhất lịch sử khi khai thác nỗi sợ riêng biệt của từng người. Để làm được điều đó, Cooper cần cho phép hệ thống tải vào một gói mạng lưới neuron. Sau đó phần mềm sẽ đi vào từng ngõ ngách sâu thẳm nhất nơi tâm trí của anh để tìm ra thứ mà anh sợ nhất. Quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Xong xuôi thì Cooper được dẫn tới sảnh. Đây chính là căn nhà mẫu được phỏng theo nhà Halex Shadow. Mọi chi tiết trong căn nhà đã được scan để có thể tương thích với phần mềm trò chơi. Trước khi để Cooper lại một mình, KD đưa cho anh một chiếc tai nghe để có thể liên lạc với cô từ phòng điều khiển. Cô cũng đảm bảo với anh là tất cả những thứ anh sắp thấy không thể tác động vật lý vào anh, và nếu cơ thể anh có phản ứng quá dữ dội, họ sẽ tới và đưa anh ra khỏi bất cứ lúc nào. Biết mình có thể bị dọa bất cứ lúc nào, nên Cooper đi xuống bếp làm cốc rượu cho nó can đảm. Tiếc là rượu được chuẩn bị sẵn không có cồn để cuộc nghiên cứu được chính xác nhất. 10 phút đầu tiên trôi qua, vị tình nguyện viên của chúng ta bắt đầu chán nản. Anh bắt đầu nhớ chiếc điện thoại và internet. Có khi ngày xưa người ta thấy ma quỷ vì quá rảnh rỗi, chứ giờ ma sống đầy trên Facebook. Một con biết livestream và một con chân đá như quạt trần. Để đánh tan sự nhàm chán này thì Cooper vớ lấy một quyển sách và bắt đầu đưa mắt theo từng dòng chữ. Nhưng mà vừa tập trung được một lúc,
nhịp tim anh đã đột ngột tăng lên cao khi đang có một con nhện tiến tới gần về phía anh. Nó là một sản phẩm của thực tế ảo, tuy nhiên nó vẫn dọa được cho anh một phen chết khiếp khi biến mất rồi xuất hiện bất ngờ trên ghế tựa. Nó là thứ đầu tiên mà phần mềm tìm được trong thư viện nỗi sợ của Cooper. Trò đe dọa thứ hai nhanh chóng được set up khi đèn bàn chớp nháy. Sau khi quay sang ngó nghiêng, anh nhận ra bức ảnh treo tường có chút thay đổi, cụ thể là ô cửa sổ của căn nhà bỗng nhiên sáng đèn so với ban đầu. Căn nhà trong tranh cũng chính là căn nhà mà Cooper đang có mặt. Khi anh quay lại để nói với Katie trong camera thì lúc quay mặt lại, bên khung cửa sổ sáng đèn xuất hiện thêm một bóng người. Tiếp đó một tiếng động kỳ lạ ở tầng trên thu hút sự chú ý của anh. Ánh đèn trên bức ảnh cũng đã vụt tắt và từ trên tầng, tiếng bước chân đổ lên sàn gỗ của ai đó bắt đầu dồn dập hơn. Bám theo nơi tiếng động phát ra, anh tiến đến chiếc cầu thang để rồi bị jump scare bởi một người đàn ông mặc đồ đen. Dĩ nhiên sản phẩm này cũng là của thực tế ảo như con nhện, nhưng khuôn mặt lại được thiết kế dựa theo một người mà Cooper từng quen hồi trung học. Có lẽ hệ thống đã tìm ra kẻ bắt nạt thời trẻ trâu của người tình nguyện viên vượt qua thử thách thứ hai. Cooper cần thêm rượu, vừa uống anh vừa kể cho Katie về chuyến đi Pháp của mình. Cho dù rượu không có cồn nhưng càng ngày anh nói càng nhiều một cách vô cùng luyên thuyên. Katie cho rằng đó là biểu hiện của việc sợ hãi khi con người ta cố gắng lan man để lấp đầy nỗi sợ. Có vẻ cái khoang đó hơi lớn nên anh tiếp tục tìm cái gì nhai được để tống vào dạ dày. Lần này khi mở cánh cửa tủ ra, Cooper cá chắc là sẽ có người xuất hiện sau khi anh đóng nó vào. Tuy nhiên nó không phải là cái tên đội mũ đen như anh đã dự tính, mà nó là cả một con nhện khổng lồ có tạo hình gớm ghiếc. Chân thì nhện, còn phần thân và đầu thì như một cục da bọc đầu người. Khi Cooper phản hồi lại cho Katie để mang thứ dị hợm này đi thì chiếc mic bỗng mất tín hiệu từ đầu dây bên kia, khiến nhân vật chính giờ đây phải xoay sở mọi thứ một mình. Tiếp theo đó, Cooper được làm phiền bởi một tiếng đập cửa rất mạnh từ bên ngoài. Tuy có hơi rén, nhưng với máu đàn ông trong mình thì anh vẫn ra ngoài mở cửa. Bất ngờ thay, chẳng có con quái vật hay sát thủ nào cả, mà đó chính là Sonya. Ban đầu Cooper còn nghĩ nó tiếp tục là sản phẩm của mạng neuron thần kinh, cho đến khi anh chạm vào cô thì cảm giác lại như thật. Trong cơn lú, Cooper bắt đầu sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Anh tin rằng công ty đã mang cô tới đây để trò chơi thêm phần hấp dẫn. Còn Sonya, cô cực kỳ sốt sắng muốn kéo anh khách du lịch ra khỏi căn nhà. Vì theo những thông tin cô điều tra được, bằng sáng chế của công ty này đã bị từ chối do việc sử dụng mạng neuron quá nguy hiểm. Còn nữa, từ năm ngoái đến giờ đã có 5 người mất tích. Họ đều là khách du lịch và đã tình nguyện tham gia ứng tuyển cái ứng dụng quái lạ này. Nghe thì cũng hợp lý đấy. Thế còn việc Sonya có thể tới tận ngôi nhà này để tìm Cooper đi sao? Khi bóc mẽ hoàn toàn, Sonya bắt đầu bộc lộ bộ mặt thật của mình. Cô ta thừa nhận mình là người của công ty, xuất hiện để dụ dỗ anh tới căn nhà này. Và Sonya cũng là người sao chép thông tin thẻ và scam hết số tiền bên trong. Cô ta nói đáng nhẽ ra anh nên nhấc máy của mẹ vì đó sẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy giọng bà, bởi vì ngay bây giờ căn nhà này sẽ là nơi anh phải nằm lại. Nói xong thì Sonya rút lấy cây dao từ trong tủ bếp, kéo lê nó trên bàn gỗ và đe dọa Cooper. Khi Cooper định quay đầu bỏ trốn thì con nhện quái dị lại xuất hiện và ngay sau đó là một nhát dao đâm thấu thịt từ sau lưng. Cooper quay lại, hất văng Sonya về phía tủ bếp, nhưng vậy là chưa đủ để quật ngã người đàn bà Anh Quốc. Cô ta nhảy lên bàn, bổ nhào đẩy ngã anh xuống đất với con dao vẫn còn cắm sau lưng, trong khi cơ thể đang bị đè nén bởi một cô gái nóng bỏng. Cooper cố với lấy mảnh chai sành bị đập vỡ, nhưng cô gái bản địa đã nhìn thấy ý đồ đó và trừng phạt anh bằng một cú nhấn mạnh xuống đất, khiến con dao đâm lút cán, lòi ra cả phần ngực đằng trước, vượt qua cơn đau. Cooper nắm lấy đầu của Sonya rồi kéo xuống mũi dao. Lúc này phần da đầu và tóc của Sonya tuột ra để lộ phần xương sọ trắng hếu. Sau khi đã hạ gục được kẻ thù, Cooper nhận ra không hề có con dao hay vết thương nào cả. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy. Từ cảm giác chạm vào Sonya lẫn nỗi đau da thịt, ngay lúc này tín hiệu từ chiếc tai nghe cũng quay trở lại. Thế là anh xả nguyên một bài về phía cô quản lý Katie, xong sau đó toan tính tháo cái con nhộng ở sau gáy ra, nhưng đã chùn lại khi nghe lời cảnh báo rằng tự ý rút nó ra có thể gây nguy hiểm. Sau đó cô hướng dẫn anh vô hiệu hóa chương trình. Nơi này nằm ở một căn phòng ở phòng trên cùng của tòa nhà. May cho Cooper là không có một thứ quái đản gì hiện ra thêm để hù dọa anh. Khi bước tới cánh cửa phòng, Cooper đã có một dự cảm chẳng lành về điều đang chờ đón mình. Anh sợ người bên trong sẽ là mẹ mình bị treo lơ lửng hoặc nằm một đống, bởi vì hệ thống biết anh lo sợ điều gì nhất và nó chắc chắn sẽ tìm được. Sau một hồi được trấn an tinh thần, Cooper đã có đủ dũng khí để mở cánh cửa ra và kết quả bên trong chẳng có gì đáng sợ, kể cả điểm kích hoạt. Thì ra Katie đã lừa anh. Cô muốn thử xem liệu nỗi sợ đã khiến Cooper hoàn toàn phục tùng theo những yêu cầu của mình hay chưa. Còn người tình nguyện của chúng ta trong cơn tuyệt vọng, anh nhớ tới mẹ. Nhưng khi Katie hỏi anh là bà trông như thế nào, cao, béo, thấp hay là gầy, thì trong đầu Cooper chẳng còn chút ký ức nào cả. Hay nói cách khác, toàn bộ đã bị cái phần mềm này đánh cắp hết. Đến cả khi anh quay lại nhìn vào chiếc gương, cũng không thể nhận ra chính khuôn mặt của mình. Sớm thôi, anh sẽ chẳng còn là gì với thế giới này, giống như bố anh, một người mắc bệnh Alzheimer. Cooper vừa chửi rủa vừa tháo chiếc tai nghe ra, nhưng giọng nói của Katie không phát ra từ đó mà chính từ trong đầu anh. Giờ đây anh đã bị nỗi sợ chi phối hoàn toàn. Trong cơn bấn loạn, Cooper đấm vỡ tấm gương trước mặt rồi vớ lấy một mảnh gương và đưa nó ra sau gáy để giặt con nhộng. Ngay lúc này, đội hỗ trợ của công ty mới ập vào để ngăn anh, có cả Katie và Saito.
Họ muốn dừng phần mềm lại nhưng lại không thể. KD nói với Cooper rằng hệ thống đã đi quá sâu, cắm rễ vào não anh và kiểm soát toàn bộ hệ thần kinh. Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, vị giám đốc quỳ xuống, thay mặt đội ngũ thiết kế trò chơi gửi lời xin lỗi đến Cooper. Sau đó anh bị đưa đi xử lý như những người tình nguyện viên thất bại khác. Cooper đã hét lên và dùng từ khóa an toàn. Nó kéo anh lại về với hiện thực là anh vẫn ngồi ở văn phòng trong lúc tải phần mềm. Toàn bộ diễn biến trong căn nhà chỉ mất một giây ở thế giới thực để có thể trải nghiệm hết. Nhận lại khoản tiền và lời xin lỗi từ công ty, Cooper phóng thẳng ra sân bay và quay về nhà để gặp lại người mẹ thân yêu. Đáng tiếc tập phim vẫn còn vài phút để biên kịch lật kèo. Cooper mở cửa, thấy mẹ ngồi trong phòng đang khóc hết nước mắt. Anh đến để xin lỗi mẹ, nhưng bà lại chẳng nhận ra người trước mặt mình là con trai. Cooper hét lên một tiếng mẹ, và tất cả chúng ta đến với hiện thực thật sự. Anh vẫn đang ngồi trên ghế ở phòng phỏng vấn với KD. Đó là lúc chiếc điện thoại rung lên do anh không tắt nguồn. Còn Cooper mắt đã trợn ngược lên, đầu liên tục co giật. Sau đó Saito cùng đội ngũ y tế bước vào. KD thông báo rằng tín hiệu điện thoại đã làm nhiễu sóng, dẫn đến phần mềm bị xung đột. Tín hiệu bị nhiễu khiến tất cả khớp thần kinh của Cooper kích hoạt cùng một lúc, rồi cùng nhau ngừng hoạt động. Một mạng người vừa bị tước đi. Nhưng thứ mà Saito quan tâm là câu cuối cùng anh đã thốt ra, và tất cả các thông tin đó được ghi lại vào báo cáo. Cuối cùng, phượt thủ của chúng ta đã dừng chân tại Anh Quốc vì một trò chơi điện tử. Tập phim thứ 3 có tựa đề là Im Mồm Và Nhảy, đưa chúng ta đến một thế giới không có công nghệ nào tân tiến hết, mà tập trung vào việc hãy bảo mật thiết bị của mình trước khi nó ảnh hưởng đến thế giới thực. Bộ phim bắt đầu với cảnh một người phụ nữ đang lén lén lút lút trong hầm để xe. Cô giấu chiếc chìa khóa bên dưới vỏ xe, rồi nhắn tin báo lại với một người nào đó. Khi có được xác nhận, cô mới yên tâm rời đi. Chiếc xe này sẽ được trưng dụng ở phần sau của bộ phim. Còn bây giờ, nhân vật chính của series The End of the Fucking World đang dọn dẹp trong một nhà bếp của một cửa hàng thức ăn nhanh. Cậu ta là Kenny, đụt, nhát gái và tốt bụng. Sau khi hoàn thành ca làm, Kenny đạp xe thẳng về nhà để âu yếm chiếc laptop của mình. Nó đang bị chiếm dụng bởi cô em gái, hình như nó vừa tải thứ gì đó trên mạng khiến máy tính bị đơ. Thế là Kenny mang nó về phòng, giữ nút nguồn để khởi động lại. Khi máy tính mở lên, cậu Google một phần mềm diệt virus, sau đó tiến hành quét toàn bộ đám bọ đang làm tổ ở trong máy mình. Nhưng có vẻ chính cái phần mềm đó lại chiếm quyền camera của laptop. Cơ mà chuyện xấu vẫn chưa xảy đến. Ngày hôm sau, Kenny lại có mặt ở quán net. Cậu được cô em đồng nghiệp chào một cái rất thân thương, khiến mấy tên trong gian bếp phải ghen tị rồi quay ra châm chọc cậu. Kenny thì đã quen với chuyện này rồi, cậu cũng mặc kệ, làm xong thì về nhà. Hôm nay là cuối tuần, mẹ cậu sẽ lên đồ đi quẩy. Trước khi đi, bà giao nhiệm vụ cho Kenny ở nhà trông nom đứa em. Nhưng sau khi thấy một vài hình ảnh mát mẻ trên TV, Kenny đã nghe theo lời sai khiến của con quỷ sau lưng mà bỏ lên trên nhà. Cậu khóa trái cửa lại và bắt đầu set up góc đập thịt. Cái gì nào? Gõ lên thanh địa chỉ của máy tính một chữ V và hai chữ X. Sau đó là một bài tập cơ tay nhẹ nhàng trước màn hình nhỏ. Khi mọi chuyện xong xuôi, Kenny vào trong nhà tắm để xóa dấu vết. Cậu không ngờ rằng rửa bằng xà phòng thôi là chưa đủ, vì toàn bộ quá trình hành xác đó đã bị người khác nhìn thấy qua webcam. Chúng nhắn tin cho cậu qua email, trực tiếp đe dọa vì những thứ cậu vừa làm, thậm chí còn gửi lại cả video quay được cho nó uy tín. Lúc này thì Kenny mới hoảng hồn và dán lại camera, nhưng phía hacker kia đã có được thứ chúng muốn. Ý tôi không phải là cái mà nãy Kenny cầm trên tay, mà là thứ có thể gây áp lực lên cậu. Chúng yêu cầu cậu ghi vào số điện thoại của mình, nếu không sẽ gửi nó cho toàn bộ bạn bè trong danh bạ. Thấy đây là một yêu cầu quá đơn giản, hay chí ít cậu không muốn việc còn lại xảy ra, nên Kenny đã gửi số cho chúng, để rồi ngay lập tức nhận lại một tin nhắn rằng hãy luôn bật định vị và sạc pin đầy đủ cho điện thoại của mình. Khi thời cơ chín muồi thì cậu sẽ được chúng trưng dụng. Thế chúng có cần tiền không? Đáng buồn là không. Sáng hôm sau, Kenny như người mất hồn phóng tới nơi làm việc, định cất đồ tư trang vào tủ thì điện thoại có tin nhắn đến. Chúng gửi cho cậu một địa chỉ ở khu công nghiệp Blackstone, cách đấy gần một tiếng đạp xe. Kenny được yêu cầu phải tới đó trong 45 phút, nếu không đoạn phim sẽ bị phát tán. Thế là chàng trai của chúng ta báo nghỉ đột xuất rồi vác xe tới điểm hẹn. Cậu đạp xe như thể bố mẹ nhà bạn gái đang vắng nhà. Cuối cùng tới được điểm hẹn ngay sát giờ. Sau đó ít lâu, một anh shipper phóng tới từ phía đối diện. Anh ta đưa cho cậu một chiếc hộp có số 4525 và nói rằng họ đã yêu cầu anh phải làm điều đó. Có vẻ anh da đen này cũng bị lộ clip như Kenny và đang trong quá trình bị sai khiến giống cậu. Khi giao xong bánh thì anh cũng phóng đi. Còn Kenny thì gửi lại số trên hộp cho bên giữ clip để nhận chỉ dẫn tiếp theo. Và họ đã đưa cho cậu một địa chỉ, yêu cầu phải giao tận tay tới đó. Kenny vì luống cuống hoặc không biết đi xe đạp bằng một tay, nên đã vít luôn con hai bánh ở lại và di chuyển bằng xe buýt. Khi đầu óc đã bình tĩnh hơn, cậu mở chiếc hộp ra và thấy được bên trong có một cái bánh. Thế là Kenny thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó xe dừng bánh ở gần một khách sạn để cậu mang quà sinh nhật lên cho một vị khách bí ẩn. Khi cậu gõ cửa để giao lại bánh thì người ở bên trong đã phủ nhận việc đặt hàng và có ý đuổi cậu đi. Vậy nên Kenny đã hỏi lại bên giữ clip. Họ đưa cho cậu một keyword, đó là hãy nói chiếc bánh tới từ Mindy. Với từ khóa này, người đàn ông bên trong 121 đã mở cửa. Sau khi nhận ra không hề có Mindy, ông ta kéo Kenny vào trong. Thì ra người đàn ông này cũng bị đám hacker giữ clip
Không biết đó là clip gì, nhưng để một người trung niên phải hoảng loạn và ngoan ngoãn nghe theo lời chúng thì đó chắc hẳn phải là một bí mật động trời. Sau đó cả hai nhận được một nhiệm vụ chung là cùng vận chuyển cái bánh đó đến một nơi được chúng chỉ định. Cả hai chú chó sẽ di chuyển bằng một chiếc xe được chúng bố trí sẵn, đó chính là chiếc xe mà người phụ nữ để lại ở đầu bộ phim. Sau khi lấy chìa khóa ở dưới vỏ xe, một cuộc hành trình mới bắt đầu. Trên đường đi lấy kinh, ông chú bắt đầu kể về lý do mình bị bắt thóp. Ông bị chúng quay lại cảnh chát ếch với một em gái bán hoa tên Mindy. Nếu mà lộ ra là gia đình ông tan cửa nát nhà. Còn lý do biện minh cho việc đó là bởi vì ông thấy chán. Sau một cuộc hôn nhân suốt 20 năm thì giờ đây ông chỉ muốn ngủ với gái 20 tuổi, khá là Leo DiCaprio. Đen một cái là toàn bộ cuộc trò chuyện cũng như con bồ câu quá lứa đã bị ghi lại hết. Chuyện đang bon thì xe hết xăng khiến hai chú cháu phải rẽ vào một tiệm tạp hóa. Ông đưa ví cho Kenny vào bên trong thanh toán, trong khi bản thân đang phải tiếp chuyện với phụ huynh của bạn con gái mình. Khi Kenny bước ra, ông chú đã nói dối rằng đây là cháu mình và ông đang đưa nó ra ga tàu cho kịp chuyến. Thế là cô hàng xóm xin đi nhờ một đoạn luôn vì chung đường. Cho dù không muốn thì cả hai bất đắc dĩ phải cho cô quá giang vì không còn cách nào. Bởi vì nói dối ra ga nên quãng đường đi của hai chú cháu khác với địa điểm được chỉ định. Vì thế nên đám kia đã nhắn tin cảnh cáo cho Kenny khi chúng thấy vị trí đi lệch từ GPS của hai người. Không còn cách nào khác, ông chú phóng xe bạt mạng lên phố để đưa cô hàng xóm đến nhà thật nhanh, tới nỗi suýt chút nữa gây ra tai nạn. Thật may cuối cùng họ cũng tới được điểm chỉ định của mình. Sau đó chỉ thị tiếp theo được gửi tới, đó là hãy nhìn vào trong chiếc bánh. Ông chú hiểu ra vấn đề, thọc tay vào trong chiếc bánh và lôi ra một túi đồ, trong đó có một chiếc kính màu, một cái mũ lưỡi chai và một khẩu súng. Tiếp theo bên hacker cho hai người 5 phút để quyết định xem ai là người lái xe và ai là kẻ cướp giật. Khi nhìn về phía trước, hai chú cháu thấy một chi nhánh ngân hàng và hiểu ra ngay việc tiếp theo mình được yêu cầu. Đó là cướp tiền trong ngân hàng. Dĩ nhiên ông chú sẽ có được slot lái xe vì Kenny còn chưa có bằng lái. Ông trấn an cho thằng cháu rằng nhân viên ngân hàng đã được đào tạo để không kháng cự khi có cướp mang theo vũ khí. Việc của cậu là tiến vào, giơ con hàng màu đen này lên và kêu chúng nó nhét tiền vào ba lô. Bởi vì trong phim tài liệu ông xem họ đã nói vậy. Nếu Kenny không muốn chơi canh bạc này, video của cậu sẽ bị gửi cho người thân và đăng lên mạng xã hội. Tưởng tượng mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi thấy khuôn mặt đỏ au của thằng con trai khi đang bị con quỷ của mình khống chế. Liệu bạn bè cậu sẽ nghĩ sao khi thấy mắt Kenny trợn ngược lên và bắn tùm lum như đập thủy điện xả lũ, rồi nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trên mạng internet. Chàng trai của chúng ta nghe đến đoạn đó là mắt mũi bắt đầu tràn lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt cuối cùng của sự yếu đuối, bởi vì cậu đã có đủ dũng khí để đi cướp ngân hàng. Trên tay chiếc ba lô, Kenny tiến thẳng vào ngân hàng, cậu rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào cô nhân viên. Quả nhiên cây hàng đó khiến người ta sợ vãi đái, chỉ tiếc nó lại làm ướt quần cậu. Cơ mà việc đó vẫn không cản trở chiếc ba lô được nhét đầy tiền. Có được chiến lợi phẩm, Kenny vội vàng bước ra ngoài và được ông chú đón. Ông đã nhìn thấy phần ướt ở đũng quần của ông cháu, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc có một chiếc xe cảnh sát đang phóng tới ở phía đối diện. Thật may là nó chỉ vội vã phóng qua, chứ chưa xác định được xe của hai tên trộm. Sau đó hai người đi tới một con đồi ở ngoại ô, nơi mà chúng nói là điểm đích cuối cùng. Chỗ này thì mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Ông chú thì lái xe đi và tiêu hủy, còn Kenny thì phải giao tiền tới một nơi ở gần đây. Sau đó hai chú cháu bắt tay nhau không hẹn ngày tái ngộ. Kenny đi tới đỉnh đồi, tiến vào một khu rừng. Ở bên trong cậu gặp được một người đàn ông khác. Ông ta có vẻ như nhận ra Kenny cũng là người bị kiểm soát nên ra hiệu cho cậu dừng lại để khởi động một chiếc drone được chuẩn bị sẵn. Chúng yêu cầu ông phải cho nó bay lên khi chúng ghi lại màn gặp gỡ giữa hai người. Nó không chỉ đơn giản là việc giao lại đống tiền mặt. Điều chúng thực sự muốn là fight club giữa hai người đàn ông, và cuộc đấu chỉ được dừng lại khi một trong hai đã trùng sinh sang server khác. Trước khi động thủ, ông chú thừa nhận mình đã xem một vài bức ảnh và đập thịt, nhưng những bức ảnh ông xem lại được dán nhãn không thân thiện với người lớn. Lúc này thì Kenny mới thừa nhận trường hợp của mình cũng y hệt. Cậu đã vi phạm vào nội dung cấm và còn hả hê thưởng thức nó nữa. Sau khi tâm sự xong, ông anh vứt áo chuẩn bị đánh tay bo, còn chàng thanh niên trẻ lại chọn cách chơi như tụi Mỹ, nhưng không phải là để triệt hạ đối thủ mà là để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Kenny dí nó vào cổ, hét lên một tiếng rồi bóp cò. Đáng tiếc hoặc là may mắn cây hàng đó lại không có đạn bên trong, thế là người đàn ông kia lao về phía cậu để ăn thua. Chúng ta tạm thời đến với kết cục của ông chú lái xe. Khi màn đêm phủ dài trên con đường, ông trở về mái nhà của mình. Ông hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con vẫn đang nằm ngủ say sưa, nhưng rốt cuộc đây vẫn là Black Mirror, chẳng ai có được cái kết có hậu. Bọn hacker gửi lại ông hình mặt chôn, đồng nghĩa với toàn bộ cố gắng của ông thành công cốc hết. Khi người vợ bên trong phòng đang ngồi xem lại hết chuyện tình ngắn ngủi của chồng mình với một con nhỏ Mindy nào đó. Ở một văn phòng sang trọng nơi xa xôi, bà cô đầu phim giao lại chiếc xe cũng đã nhận được khuôn mặt chôn. Sau đó bà đã xuất hiện trên một tờ báo với tiêu đề CEO dính bê bối phân biệt chủng tộc qua thư điện tử. Tiếp theo là anh Shipper, anh cũng đã phải chịu hậu quả vì hành động sai trái của mình, và thế là thêm một mái nhà tan tành. Còn nhân vật chính Kelly, cậu đã sống sót trong cuộc đấu sinh tử ở trên núi, trong khi đang vác cái xác thân tàn ma dại của mình về nhà. Cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ trong cơn khóc nấc, bà thất vọng về hành động của cậu. Không ngờ thằng con trai bà lại có gu smurf. Khi mẹ ngắt máy, cậu nhận được một khuôn mặt chôn của đám hacker, mà ngay sau đó xe cảnh sát đã có mặt để đưa cậu về trụ sở. Có lẽ toàn bộ chứng cứ về vụ cướp cũng như cuộc ẩu đả trong rừng đã bị gửi đi hết. Thôi thì đời này coi như bỏ, vậy nên hãy dừng lại trước khi quá muộn, và đừng để người khác điều khiển mình, đừng cho phép họ coi ta là nạn nhân.